định là có kiếm đứa con trai không? Dạ không. Đứa một ha. Nó nổi rồi. Nó nổi ha. Nó nổi. Con có thích em không? Tiếc. Dạ, thích hả? Rồi nhiên nó... kêu ba mẹ làm đứa đi. Nó kêu con sanh bé hoài gì? Sanh đứa con gái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Lúc gặp mẹ vợ đó giờ sao ngủ ngon giấc không? Dạ không. Hả? Ngủ ngon giấc ngủ ngon giấc. Giờ đi ra đường là mình cũng có mẹ vợ phải không? Dạ. Chứ hồi lúc mà chưa được tìm mẹ vợ trước cứ nói là ai cũng có mẹ vợ sao tôi không có. Dạ. Bây giờ có được mẹ vợ thấy cảm thấy là hạnh phúc ha. Dạ. Đó, rồi mẹ vợ điện nói chuyện với con rể rồi ha. Dạ dạ. Có hai Phật sống trong nhà, sớm hôm lễ bái không cần đi xa. Cha già là Phật Thích Ca, còn mẹ già tợ thể Phật Bà Quan Âm. Mẹ là Bồ Tát Đại Gia, cha là Đức Phật mà ta tôn thờ. Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ, làm con lo trả từng giờ từng giây quý vô bờ. Thế gian chỉ có hai người. Ở thế gian này nhiều người, nhưng mà Đức Phật nói thế gian chỉ có hai người. Cam tâm tình nguyện suốt đời thương ta, không ai ngoài mẹ với cha, tình yêu sâu lắng bao la biển trời. Chào bạn đi con. Dạ, cô nha. Ừ, rồi. Chú Vũ đi hả? Chú Vũ đi công việc nhà, bận công việc nhà. Rồi mấy chú bữa nay là đi giúp cái hoàn cảnh ở trên An Giang, con bé mà ở Gầm Cầu có thai đó. Con có con đó. Dạ, đi vô, đi vô, đi vô đâu đây? Bây giờ vô nhà của Kiều Thanh hay là vô nhà của mẹ? Ở đây cũng được rồi. Yên đi chú hồi con. Rồi từ lúc mà gặp mẹ đến nay thì sao Kiều Thanh? Con cũng gọi mẹ hoài. Con cũng gọi mẹ hoài. Con cũng gọi mẹ hoài. Rồi mẹ có nói là chừng nào mẹ về, mẹ về không? Mẹ nói về, mẹ về mà con cúng ba con chưa có đi được. À, 27 Tết mẹ về, nhưng mà con nói là con cúng ba. Dạ. Ủa ba, con nhớ ba dùng Tết hả? Dạ. Nổi đâu, giữa trời vậy? 30 Tết. Lấy một cát xuống dưới 30 Tết. 30 Tết. Rồi, được rồi, con cảm ơn con. Ở kể ở ngoài đi con đi. Con đi con. Ở ngoài đi, khỏi vô nhà. Khỏi vô nhà. Để chờ mát. Đi vô nhà mẹ vô khó khăn. Dạ, dạ. Vô nhà tôi đi. Dạ dạ được rồi cô, đây được rồi cô. Ủa ủa vậy kìa cô kìa. Này giữ ta ơi. Vô đó là xe chạy. Trời xe có số gian luôn. Siêu xe ha. Con thao tác đó là quen rồi. Quen chưa? Quen rồi. Ủa, Kiều Thanh 27 28. Dạ con hả? Ừ. Con 28. Bằng tuổi con Thắm á. Đúng rồi. Tết thì 29 thì. Bằng tuổi con Thắm ở trên An Giang đó. Cái cho chú hỏi là cái chiếc xe này con có được bao nhiêu ngày rồi? Dạ. Thôi là con có lâu rồi, tại nó hư. À, con hiện là có lâu rồi hư rồi, ai sửa lại? Cha con sửa. Rồi ok chú hiểu rồi. Chồng sửa hả? Cha con hư rồi. Cha con sửa. Cha chồng ha. Dạ. Lúc dây chồng rồi cái ông thầy qua đó. Đi điện đó thì tính đi mua rồi đó. Được. Đi ra điện nó sớm được. Vậy, cha chồng con hay quá. Là thở luôn. Dạ. Ui con. Ui. Ổng tính ra tháng rồi thay cái bệnh chú hai vô nè. Tại chú thấy chị kia vào trắng trắng con nghi á. Không biết ngay là chú hai chú tới. Vậy chú hai chị kia vào trắng. Vậy là ông gặp gián điệp nó báo rồi. Nó đi trước mình á. Nãy đạp cái đạp trước mình. Con nghe yêu mùi vậy á. Đáng người ta xì xì rồi đừng có nói. Bất ngờ như bữa này hả? Hôm bữa mấy chú là bất ngờ không Kiều Thanh? Đúng rồi. Trời ơi. Con bữa chú đi vô ông cho ra ngoài chở ra quay về con biết không? Tại sao lúc đầu con gặp mẹ mà con chào cô? Ai biết không? Thấy tưởng sao mà cô? Dạ con chào cô. Mẹ diễn hoàng đâu hết. Cô mà ôm khóc sướt nước. Cô này mà cô sanh mình ra chứ. Cô bự. Cô bự. Hai mấy năm mới được khóc một lần thỏa thích luôn phải không? Khóc đã luôn. Không, con biết là còn khóc nữa. Còn nữa hả? Con về với chú hai với chú hả? Khóc nữa hả? Khóc nữa. À, coi lên coi được khóc nữa. Cảm động ha. Cái cảm xúc ùa về nữa. Nó không khóc hả? Ừ. Với chú hồi ghế không chưa? Thôi được rồi con. Để không con? Chú xe mình đâu hả? Chú xe mình hả? Ý thế không? Chứ hơi vô nhà rồi. Thôi được rồi con. Sợ mũi tắm. Ở ngoài. Thôi chú Kha không có sợ mũi đâu. Mũi chứ.
mũi chích chú Kha nữa, hãy gãy kia mới coi. À thì ra thịt chú Kha cứng lắm. Nó vậy. Vậy thì riêng dễ thôi. Nghe chú không nói rồi chú là rồi. Rồi không khó đâu. Là có kiếm nước con trai không? Dạ không. Nước một ha. Thôi nổi rồi. Thôi nổi ha. Con có thích em không? Tiếc. Dạ, thích hả? Rồi nên kêu kêu ba mẹ làm đứa đi. Nó kêu con xanh bé hoài gì? Xanh bé con gián. Xanh con gián đứa nữa. Được rồi, mà nhà không có ai lo. Hết nổi rồi. Hết nổi nha. Đó. Đây nè, đây nè. Ờ, cái này để dạy cho sáng luôn. Hôm nay chú Kha đem cái gì tới cho một xe luôn tao. Cầm nhiều cái máy rồi má nè. Dữ lắm Kiều Thanh ơi. Đây mày. Được em. Đẩy đẩy xuống tới đi Kiều Thanh, đẩy em đẩy con đẩy xuống tới đi con. Lấy tới coi. Nó giữ ha. Đó, đó đúng rồi. À, tài xế này giữ dằn. Chói quá rồi. Chói lắm, chói lắm. Hơi bị chói. Đây nè, đây mình quơ qua nè, chói nè. Chói sáng. Chói sáng hả? Ừ. Quơ được được quơ nghe quơ mặt Kiều Thanh. Đẩy cái đèn xe đó. Đúng rồi vậy đó. Đó, đó, đó. Rồi ok. Thì hơi tối chút đi. Tại vì tối mà. Tuyết. Anh Tuyết. Cái thùng này con bưng nổi không? Nổi không? Thùng này của con rồi hả? Có thùng gì con biết không con? Anh Tuyết. Chưa từ từ đi. Thùng gì con biết không con? Không sữa. Ok. Sữa bò hả? Rồi đem vô đi, đem vô đi rồi nhận nữa nè. Để ra đi, để con để nó đi. Nè. Cái bao này con biết bao gì không? Bông phân. Đây. Còn bao tiếp theo là bao phân nữa. Bao kia mà thì bao lúa. Đợt này là cái như cho Kiều Thanh nó tốt lớn luôn nè. Rồi quên ngoài một thùng đồ xe rồi. Thùng gì? Cấp sao. Cấp sao? À còn thùng cấp xong cấp sao nữa hả? Giấy bự dữ lắm. Quên rồi. Thùng gì? Hả? Thùng gì? Cái thùng đồ của Kiều Thanh. Ừ. Rồi chút xíu đi, chút xíu là ta. Chút xíu vậy bây giờ đi luôn nè. Bây giờ đưa chị khác cho mượn bắp. Đó, trên xe. Rồi rồi. Rồi vậy Minh Kha chạy xe ra ngoài lấy cái thùng đồ còn sót lại. Còn thịt heo đâu rồi? Thịt heo lấy vô chưa? Rồi rồi thịt heo hồng dịch rồi. Con đem lại đó luôn đi. Thịt heo hồng dịch ra đâu rồi? Tuyết. Hả? Thịt đâu? Tuyết rồi. Thịt đâu? Thịt đâu? Thôi tắt rồi. Hồng dịch với thịt lấy luôn đi con, ra đây con. Để lát cho mấy chú nói cái một. Gia vị đủ thứ hết luôn rồi, đủ tết nè. Chai dầu ăn nè. Coi chừng bể bánh, coi chừng bể bánh nhẹ nhẹ. Không bể đâu, chai nước tương nè. Ờ, chai này gì quên rồi. Rửa chén. Chai nước rửa chén, chứ không phải xà bông, được gọi đầu cho con. Chai nước mắm. Ờ, đậm thịt ngọt. Hạt nêm. Hạt nêm. Bột ngọt. Này gì, đường hả? Đường tinh luyện. Nó có cái đó bột giả. Được đó con, đừng nghe cho chú ông nói nha. Này là muối sấy khô. Muối à... Bột giặt. Bột giặt ô ô. Đúng rồi, sao không ai cãi tôi. Rồi đây nha. Những phần quà này, những phần quà trong cái bao này á, với mỗi bao gạo 25kg là 50kg, 3kg thịt heo, 30 hộp dịch, thùng sữa với cái thùng sữa này, thùng sữa dưới này nha. Dạ. Là của chị Ngọc Quỳnh thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Chị Ngọc Quỳnh thành phố Hồ Chí Minh tặng gia đình mình ăn Tết nha. Dạ. Nha. Dạ. 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 Chắc là năm nay là chú nghĩ là gia đình con là ăn Tết lớn nhất. Dạ. Một là tìm được mẹ, hai là được nhiều mạnh thường quân thương mà tặng những phần quà rất ý nghĩa cho những ngày Tết. Tiếp tục. Còn nữa hả? Còn nữa kìa, niềm vui quá. Rồi, cái này quá giờ vui rồi, tiền Kiều Thanh ơi. Tiếp tôi làm nước thì chưa. Nè. Thì những phần quà chú vừa nói là của chị Ngọc Quỳnh Hồ Chí Minh. Còn cô Dương Nam Sơn và cô ủa? Chú Dương Nam Sơn và cô Trương Thị Bảy. À, tặng gia đình con 500 đô Úc nha. Dạ. Bằng 8.200.000 dạ. Nha. Dạ. Chú nhắc lại là chú Dương Nam Sơn và cô Trương Thị Bảy. Dạ. Tặng gia đình 500 đô Úc bằng 8.200.000 dạ. Nha. Dạ. À, nhà một người giấu tên ở Long An con bỏ vô cái gì vậy? Tặng con 500.000 nữa. Dạ. Là tổng cộng là được 8.700.000 dạ. Nha. Dạ. Với những phần quà này, à, dạ, những phần quà này
Vui không? Quá ngon luôn. Dữ không? Rồi đây chú gửi tiền lại con nha. Con có nhìn thì vui. Quá trời đừng vui luôn rồi. Vui không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 triệu. 8 triệu. Nha, là 8 triệu. 8 triệu 2, 8 triệu 7. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn tất cả những mạnh thường quân. Con cảm ơn tất cả những cô chú giúp đỡ con. Con cảm ơn chú Dương Nam Sơn và cô Trương Thị Bảy tặng 500 đô Úc. Con cảm ơn chú Dương Nam Sơn. Và cô Trương Thị Bảy. Cô Trương Thị Bảy. Tặng 500 đô Úc bằng 8 triệu 2 tiền Việt mình. Con cảm ơn cô chú nhiều. Và một người giấu tên ở Long An tặng con 500 ngàn. Con cảm ơn cái người giấu tên. Con cảm ơn nhiều. Và chị Ngọc Quỳnh thành phố Hồ Chí Minh là tặng mình những phần quà chú vừa nói, 50 kg gạo, 3 kg thịt heo, 30 hộp vịt và một cái vỏ đồ siêu to là kể ra tới sáng chưa hết nha. Đây chú gửi con 8 triệu 7 nha. Cầm được tiếc tiếc nhận tiền cho mẹ đi con. Vui con, ủa cho hên con nha. Năm nay cái gì cầm được không? Cầm xuống hả? Con cầm được không? Kìa kìa, nữa rồi tội nghiệp. Cố gắng lên đi con. Cho tụi nước này. Con có pha rồi chú uống. Thôi vậy đi. Vậy được, dùng ở đâu dùng khác nước thì uống được con. Cảm ơn ông bà cô chú vì đã tặng quà cho mẹ con. Mà rớt tiền hả? Cầm tiền cho mẹ đi con. Rớt gì? Tiền cầm tiền cho mẹ, tội tội nghiệp. Nó muốn rớt luôn rồi. Không có gượng được á. Nè. Năm nay là cái Tết là rất là lớn đúng không? Dạ. Nhưng những năm trước mà mình có được quà như vậy không? Những năm trước Tết sắp đến á. Con có được vậy không? Gia đình mình được nhận quà vậy không? Không. Dạ không. Hả? Dạ không. Tết có không? Dạ không. Tết có không? Không. À. Rồi. Không? Dạ vui. Thôi vậy thì mấy bao gạo này thôi chứ mấy chú đem về ăn đi. Nhà giàu quá rồi. Chịu không? Hả? Cho chú một bao. Cho mấy chú một bao. À, cho hết cho không? Ừ. Ê, nghe nói ăn mì gói quen rồi mà. Ừ. Phải không? Mì cho mẹ. Đưa mẹ đi mua mì. Cho con còn không tiền thì đưa cho chú đổ xăng được không? Được không? Chẳng không biết. Đâu rồi, ông xã đâu rồi? Dạ. Trước. Dạ. Năm nay là gia đình mình ăn Tết như vậy là lớn dữ chưa? Dạ lớn. Lớn nhiều dữ không? Dạ nhiều dữ rồi. À. Dạ. Rồi em là cha của anh Tiết cũng như là ông xã của dạ. Của gì? Kiều Thanh. Kiều Thanh. Dạ. Có lời nào cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân không? Dạ có. Dạ. Cho em vậy là cảm ơn các anh chị rất nhiều đã cho ủng hộ cho vợ chồng em. Em cũng cảm ơn hết tất cả các bạn. Cậu đồng mạng là chia sẻ bài viết để tìm được mẹ vợ. Chia sẻ bài viết để tìm được bà mẹ vợ. Mẹ vợ của... từ lúc có em đi. Từ lúc gặp mẹ vợ đó giờ sao ngủ ngon giấc không? Dạ không. Hả? Giờ ngủ sao ngủ ngon giấc. Giờ đi ra đường là mình cũng có mẹ vợ phải không? Dạ. Chứ hồi lúc mà chưa được tìm mẹ vợ trước cứ nói là ai cũng có mẹ vợ sao tôi không có. Dạ. Bây giờ có được mẹ vợ thấy cảm thấy là hạnh phúc ha. Dạ. Đó, rồi mẹ vợ điện nói chuyện với con rể rồi ha. Dạ dạ. Vui quá vui phải không? Dạ. Rồi chúc em năm mới được nhiều sức khỏe cũng như là công việc luôn thuận lợi nha. Dạ rồi em cũng chúc anh năm mới cũng làm ăn thuận bồng xuôi gió với mạnh thường quân nha. Ừ. Làm đâu thắng đó. Thắng đó. Rồi ok. Dạ,